Vâng, chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình lại lên cho các bạn một em dép Lightning, mẫu mới của Lightning, mẫu mới 2022. Một em dép thật là tuyệt vời, đi rất là êm và nhẹ. Có mã là AGAQ001-61. Mình với một chất giọng gọi là khàn khàn Việt đực, không không đủ truyền cảm như các gọi là diễn giả, nhưng mình với sự chân thành, chân thật, nó có sao nói vậy, sản phẩm luôn luôn chất lượng, mình tin sẽ làm hài lòng tất cả các bạn và quý khách. Đây một đôi dép, một em dép này là siêu nhẹ nhá. Quay không hề dính nước, dép không hề dính nước, đi có lẽ khoảng tầm 5 năm với hỏng. Quay dép được liên kết với một lớp đế ở bên dưới. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Không hề không không sợ bị đứt được. Và cái lớp màu trắng này thì lại được liên kết với đế dưới y như quay. Rất là bền, rất là nhẹ. Đây rất là thích chân nhá. Quai này, dép này đi dày mưa trơn thoải mái luôn, không dính nước, bao check test thoải mái, check hàng khi thanh toán. Mẫu dép này mình sân sale hiện tại ở cửa hàng của mình, hiện tại còn có size sẵn là 39,5 và 41, và các size khác thì đang về. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ với mình theo số Zalo 0945 442 502, hoặc có thể vào website thời trang order.info của mình để liên hệ với mình qua các thông tin ở trên website mình đã có ghi. Một em dép quá tuyệt vời luôn. Ok.